Tối ngày 26 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sáng cùng ngày, một đoàn xe phân khối lớn gồm khoảng 30 chiếc mang biển kiểm soát nhiều tỉnh thành đã đi vào cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Khi gặp lực lượng chức năng tại km 104, một số xe bỏ chạy theo hướng Lạng Sơn. Trong đoàn xe có thanh niên tên T, 23 tuổi, trú Hà Nội, đã không chấp hành hiệu lệnh. Tông trực diện vào Thiếu tá Vũ Thanh Tùng, cán bộ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, gây thương tích nhẹ. Thì lúc đấy là em các xe chưa gọi là phanh lại rồi, là em học lấy và lý của em vẫn là nhìn ra bên kia thì em thấy anh cảnh sát là ra vậy chưa lệnh được xe thì ngày đó tốc độ của đấy nó quá cao nhưng mà chưa đi được để dừng lại hay lập tức được. Theo lời khai của T, khoảng 6 giờ sáng, cả đoàn xe phân khối lớn từ Hà Nội lên huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để tham quan, ngắm cảnh. T cho biết bản thân có bằng lái xe A2 theo quy định, nhưng vì đi theo đoàn nên không để ý biển báo. T bày tỏ hối hận về hành vi tông vào cảnh sát giao thông và gửi lời xin lỗi đến cán bộ công an. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm những thành viên còn lại của đoàn xe phân khối lớn trên để làm rõ sự việc.